Bạn muốn biết cách xem video 360 độ trên YouTube? Trong video hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn cách để có thể thực hiện trên hai thiết bị đó là điện thoại và máy tính nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với cách xem video 360 trên máy tính. Bước 1. Tại giao diện của trang YouTube, bạn sẽ tìm kiếm video 360 độ. Cách tìm kiếm video 360 độ ở đây sẽ có mẫu như sau. Địa điểm mà bạn muốn xem kết hợp với từ khóa video 360. Một mẹo nhỏ để tìm được video 360 là sau khi nhập từ khóa tìm kiếm, bạn có thể sử dụng công cụ lọc của YouTube để kết quả hiển thị được chính xác hơn. Bước 2, click vào video mà bạn muốn xem. Tiếp theo đó là bạn sẽ điều chỉnh chất lượng video phù hợp. Chuyển qua xem chế độ toàn màn hình để có trải nghiệm xem tốt nhất. Bước 3. Click chuột trái vào màn hình và di chuyển hướng quay để khám phá toàn cảnh. Một cách để điều chỉnh hướng quay nữa là bạn hãy nhìn lên góc trái của video và click chuột điều chỉnh. Để phóng to hay thu nhỏ, bạn hãy sử dụng con lăn chuột quấn lên hoặc quấn xuống để điều chỉnh. Để xem video 360 trên điện thoại, bạn cũng có thể sử dụng những cách tương tự. Mình đang sử dụng iPad để thao tác cho các bạn. Bước 1. Tại giao diện của ứng dụng YouTube, bạn tìm kiếm với mẫu, địa điểm mà bạn muốn xem, kết hợp với từ khóa video 360. Tại đây, bạn có thể sử dụng chức năng lọc mà YouTube cung cấp. Tìm video 360. Bước 2. Chọn video bạn muốn xem. Tùy chỉnh chất lượng video. Và chế độ xem toàn màn hình. Bước 3. Dùng ngón tay và di chuyển để khám phá các hướng quay khác nhau. Ở điện thoại, bạn hãy sử dụng hai ngón tay để phóng to hoặc thu nhỏ cho phù hợp. Và đây là một số lưu ý để bạn có thể có trải nghiệm tốt nhất khi xem video 360 độ. Để xem thêm nhiều thông tin hơn về video 360, bạn hãy đăng ký kênh và bấm theo dõi nhé!